Để găng tay rơi bên này rồi Phương nhặt cho cái. Đâu bên này. Đố cái chân cái hộp ấy, sắt hộp ấy. Đưa trong phí, đưa trong phí. Doanh đơn giản phát một
cho mọi người đéo giả giáo luôn đúng không? Lần sau ông không cho mượn. Bịt mẹ tổ sư vợ với con nó chả thương chồng cái đéo gì cả. Cha đang hỏi một câu. Chồng bảo tối nay anh đi làm thêm lên. Đéo trả lời thả đúng quả tim. Thế là được rồi. Làm chú lêu. Đang đâu anh ơi? Đang đâu anh? Em đỉnh đây. có bận gì đâu nghe em nhờ tí. Có cậu nào khỏe khỏe nhỉ, cho mượn tí nhỉ? Khỏe khỏe nhưng phải có mưu chứ không. Hộ em cái tấm kính lên cái nó hơi to. Vâng, tí nữa nhá. Ok. Tí là cố mẹ. Tầm to đấy à? Ừ, nên theo cái đường này à? Đấy nhỏ, tấm này tôi ra ngoài này. Được chưa? Không, bây giờ lợp tấm nhỏ trước đi. Đúng rồi. Bỏ tấm to ra lấy tấm nhỏ. Anh chứ bây giờ ăn gì có ăn miếng to quá. Nó nghe thì mình ăn miếng nhỏ thôi. Bây giờ miếng to thì đưa đi đâu? Thì dê nó ra. Có cái gì để dê? Còn mấy tấm đấy phải nhỉ? Một tấm to. Tóm lại anh không tính tấm chứ nếu chứ đếm dễ hơn mình đếm dưới. Còn một tấm to. Còn bao tấm nữa. Bây giờ thằng cô em đi xuống thì hai người riêng cái tấm to ra còn anh hai người cho tám tấm nữa. Nhỏ ra. Tám tấm nữa. Tám tấm nữa. Bao tấm nhỏ này con? Bảy tấm nhỏ. Một tấm to. Được. Đây là cái tấm kính to nhất. Tấm kính này là rơi vào khoảng 3 mét vuông nha các bạn nha. Này xem nào. 1m4, 2m8. Thì hơn 3 mét đấy nhỉ? Hơn 3 mét. 3 mét là 9 mấy đấy. À 3 mét 7 mấy đấy. 2 giây cho 1 giây bây giờ này. Được chưa nhỉ? Xem chắc không? Bắt chắc rồi chứ. Rồi. Từ nhá. Từ đó phải chiều đấy. Sao em mệt chưa? Rồi. Được chưa? Từ từ thôi. Lên nào. Từ từ thôi. Không sợ, không sợ, không anh cứ ngon rồi. Lên đi. Từ từ để lên. 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 Từ Hãy chắc tay em đổi nhịp nào. Hạ tấm vào đấy, mày hạ không tí nữa đi, anh phải rồi. Rồi, để nghỉ đã nhá. Rồi, nghỉ đã, thở đã. Thứ này, một thứ nhá. Đúng rồi, hai người được hai bên, ok. Mày lên đi. Kéo được. Kéo được. Anh phải thấp người xuống nhá. Anh kéo nó bênh đấy. Yên tâm đi, bênh đéo được. Được chưa? Lên đây, cái là 1/3 anh em vật vào luôn. Bỏ hít ra, vướng dây ngã chết. Nhấc lên đã, bỏ.
hay là nghiêng lên thì bỏ. Nghiêng lên nhá. Dựng lên à? Dựng lên. Dựng lên thì phải lấy cái dép. Cái dép vào đi, dựng lên bỏ cho nó nhàn, để kéo thì phải nâng nhé. Thế thì sang sang bên kia đi đi. Chưa? Để sang bên kia đi đi. Để sang bên kia đi. Rồi. Chết đi. Được chưa? Phính ra giữa đi. Phính giữa ở giữa nhá. Đặt trong kia thì hai cái à? Kê một cái thôi. Cái thằng làm. Làm. Cho một cái vào giữa. Cho một cái vào giữa này. Cho cái vào giữa đây, 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 đây. Đúng rồi. Đi. Cho bạn đúng. Đúng rồi, mày vào đấy đi. Anh Bảnh ạ. Rồi, giữ sáu ít nhá. Ừ. Nào đi em giữ. Trường nữa Hải Phòng chắc chết. Điều cho nào nhá. Bây giờ đặt xong cái kính em đi thẳng quay đầu ra vào đúng này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, sang bên này. Ừ, đúng rồi. Quay bên nào còn ra. Anh cứ giữ chân đi. Rồi. Thoải mái để em. À. Anh Bảy được chưa? Rồi, đúng rồi, đừng có hạ xuống nữa. Đi luôn. Đi luôn nhá. Đi luôn. Đi luôn đấy. Kiên luôn. Rộng tay ra thì chạy. Ôi giời ơi. Đi đi, Phính đi trước đi. Phính đi trước đi. Nhìn chân nhá, hai ông kia nhìn chân nhá. Bước. Nhìn chân đi, cứ có gì thì bảo. Được. Bước, đi đi. Rồi, hai ông kia sang bên này. Được, đi thẳng, chú mua được tí không? Đi đi. Anh sang này. Bên luôn à? Anh xoay này, đừng đi mấy. Phính đừng có đi, ra phía ngoài nghe ngoài nhá. Xoay à? Xoay. Rồi anh Bảy ra đi để đi. Anh Bảy ra đi. Ra đi. Bình, lòng ra bên kia ra bên này đi. Lòng nữa đi đi. Phình đi đi để anh Bảy đi. Đúng rồi. Thế này thôi. Đi 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 đi. Anh Bảy cứ đi. Hình như mình cũng được phênh nào nữa đấy. Vậy cuối cùng là mình cũng phải ra góc trong chiếc này. Ra đi. Ừ. Đúng một gì nữa tại anh đi sai. Đi của đứng đi này. Đứng đi trong một chân này. Đi đi. Hai người đây. Đứng đi. Đứng đi. Đúng rồi. Rồi. À xuống đi. Chân đi. Rồi. Rồi, anh xuống dưới nắp rồi nhá. À, đó là từ từ để anh phải quay xem. Đi mà ra đi. Ông đi về đi ngã mặt. Ủa nữa ông đây có thuốc hoang không? Cũng toàn cứ dọa nhau, rõ ràng là hai rồi. Đi đi bóng dài đi, đi cứ dọa. Lấy đây. Nào, ra lúc đi. Ra lúc đi rồi. Ok, cái nhá. Góc con nào còn ngon nhá. Bị đỉnh lừa sớm à. Ôi trời. Đây, về gạt đây nhá. Đây nhá. Phính để đi hai cái xe sắp xanh ấy. Ra đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Thôi. Rồi, xong, xong, xong. Nóng rồi à? Xong. Điện cha, cảm ơn ông anh nhá. Rồi, có gì cứ kết nốt đi. À, gì kết nốt đi. Đấy đây. Mấy cái thứ to này thôi. Vứt lên kiểu cũ nhá, cái thứ này. Được. Lừa đâu mà lừa. Nguyễn Văn Bằng.
đây. Con ông Quy con mười. Con Thảo Hoàng cam. Ê. Đọc đi nha. Sao đi, đẩy lên đi. Vừa tì vừa vật, vừa tì cạnh vừa vật là được. Nó nào, tay khăn luôn này, không phải hít. Lên, lên luôn đi. Ôi trời. Hạt. Và trong tí. Nó được. Kéo con dép à? Đấy nhanh. Kêu vào cạnh. Cứ đi dây dù sang quang nhà bên kia đi. Bỏ cái này, bỏ cái dây này ra. Thank you.
Được chưa? Hả? Cho cái. Thì tôi mất 5 củ anh Trọng ạ. Thì tôi mất 5 củ rồi anh ạ. Em sai mất 1 tấm. Tấm này tấm to. Mấy nó cái đấy nhá. Không, không. Nó chỉ giữ đấy. Anh em mình là chính rồi. Rồi, rồi, xem. Bằng. Bằng, bằng tấm này luôn chưa? Ok, à, rồi, xuống đi. Ừ. Im để anh bày hỗ trợ. Nào. Vỉnh kinh. Phe cho anh có thể kéo vào. Được đấy, cái này là được. Xe này của anh giật ra tí. Giật ra là đúng. Thôi rồi, cứ để đấy, cứ, mình cứ đi hết cái đường kia xong cái này. Đi hết đường, đường dưới nhá. Ừ, đi hết đường dưới đi. Được rồi. Có cái chổi nào ấy thì quét ấy đi nhá, Phình ơi. Quét cái cát đi. Tiếp tấm nào, tấm này à? Tiếp theo đi. Thế chỉnh nốt tấm này. Tấm này, tấm này. À, đấy, đây, đấy. Quét hết cái bụi kia đi. Chọn xem có cái áo nào vứt bỏ cho anh em xin cái. Đưa chổi đây em ơi. Giật vào tí đi, để nhìn kìa. Để về tí đi. Không, giật như tí. Dơ lên, anh phải dơ lên, giật giật. Rồi đấy, rồi đấy. Rồi. Bên kia thôi. Được không? Thẳng sang này. Sang bên này một tí không? Quét thẳng là đừng có quét xuống xe này nhá. Tính nhá, quét thẳng theo tấm ấy. Chỉnh tiếp theo. Tấm này để kéo đi ra đâu. Hả? Xe hơi về bên này một tí. Cái gì nữa phải dích cái đá đi bằng na này, đúng không? Đá đi ra thì đầu nó đi về. Chỉnh chỉnh cái ngọn này nha các bác nha. Cái vì nó chéo ấy, cái đường chéo này, phải chỉnh cái ngọn này. Có. Ngày hôm trước nắng vẫn cứ phải cày. Đúng không anh Bảy? Trời hứa 27 giờ chưa thấy mặt trời mọc, thử tay. Khổ thằng đi sớm. Tóm lại là mày lấy giờ mày dậy, tao biết đường nhà tao đi. Không phải, Bảy anh phải sang. Về sáng nay tao còn tao ra cái chỗ đỉnh xe, tao còn đá. Sớm quá, kéo vào. À, cái máy này bây giờ của em đã xong rồi phần lắp kính nha các bác nhé, còn có 1 tấm này, 2 tấm thì tí nữa em sẽ lắp nốt và chỉnh thôi. Thì em cũng xin dừng tại đây. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh và like, chia sẻ ủng hộ kênh Đình Inox nhé. Còn các bác nào mà muốn làm bên máy kính, bác nào mà muốn làm bên máy kính thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại trên đầu video ấy. Đấy, giá thì em để lưu nghị cho các bác, không qua trung gian, không qua môi giới gì cả. Ba, bà đi thi du à? Kinh quá nhỉ, nằm hết rồi. Đẹp không bà? Đấy thì mà. Dạ. Bà có làm không? Mình bắt lắm. 6 triệu. Cái này 2 triệu mét. Đây là máy kính. Vâng, máy kính kính cương lực đấy. Cái này thì nó đẹp mà. Đấy, sắt chiếc inox thì cần thì gọi cháu ở đây hỏi bà đây cháu gì cháu chẳng làm. Vâng. Làm đồ về ra để xem người ta đi. Ở gần nhà bà. Nghe đồ làm.
Vâng. Vâng. Được. Gần đi bộ đi được không? Vâng. Vâng vâng đi. Vâng. Vâng ạ.